cháu trong cũng trâu trong đây. Mày đi mấy lần mà quên. Trời ơi. Cô nó ấp lạnh không? Lát con lấy cho cha cô. Cô nước ấp lạnh đó ở trong. Mát lắm cô. Cô đại ra đi. Lát con lấy cho cô cha nước ấp lạnh đó. Dạ. Tại cũng nước suối ở trong. Đi đâu? Dạ. Ở chợ Thủ Đức nông sản. Dạ. Nghe được chợ đầu mối á. Dạ. Hôm nay đi này mình chưa có đi được. Nay lễ mới đi được. Vậy là lần đầu tiên cô đến đây hay là lần mấy lần? Coi đây mỗi ngày nhưng mà lần đầu tiên bước đến được thật. Coi mỗi ngày luôn ha. Mỗi ngày mỗi kênh nào nhiều nhất cô? Ôi tùm lơ tùm lâm hằng hết ta không biết. Nói chung vô đây là mấy sáng giờ cái chuyện người á. Đúng không? Cô có coi cái kênh Tài 66 Vlog không phải không? Có luôn. Có coi kênh 66 Phùng Thảo không? Theo quay gì đâu. Vậy ai quay? Không, nói với lại con nói chuyện với Vương. Trời ơi, con mang đi. Trời bia nè. Hai gơ con. Quá, con mang nè. Bia. Quá trời bia luôn. Chị thấy con hay không? Con lớn đâu từ ở trong tới đây luôn á. Con, chào con. Hay hay chưa? Thôi giờ tao ngừng là tao quên tốt rồi. Dạ, dạ. Để lát con lấy cho con một chai nước ốc lạnh uống cho nó đã. Lát xin chào tất cả cô chú. Xin anh giữ. Có cái ngày con đã lỡ tôi giữ rồi. Ờ, kia bà Năm. Bà Năm. Bà Năm dưới chợ đầu mối. Bà Năm chợ đầu mối. Bà Năm bán mục tiêu hả vậy? Bà Năm buôn nông sản. Có đồng sản. Nhà bán tập hóa. Ở chợ đầu mối bán tập hóa. Chợ đầu mối nào bà Năm? Mối nông sản Thủ Đức mình. Thủ Đức hả? Dạ. Đức, ngay Đức. Cầu Dừa đó. Dạ ngay cầu Dừa. Cầu Dừa. Gần đây chứ đâu đâu có xa. Ta miền Tây miền đồ miền Tây. Gần đây có năm chục cây à. Mình kết bên đây mà mình vô đây. Kế bên có năm chục cây. Năm nổi tiếng rồi. Năm nổi tiếng rồi. Đây mà mình cứ mình đi bằng con mắt không mà mình chưa có đi bằng sự thật. Đi bằng con mắt. Ngay vậy nãy bây giờ phải bắt buộc phải chở như vậy đó. Mình đi bằng sự thật à ha. Ừ. Thằng cháu nó đòi chở tôi xuống nhà. Cái bữa mình đi chôn á, yeah. Bây giờ con chở gì xuống nhà rồi bắt đầu đưa lên tới đây. Nằm đây biết rồi. Cô đây là chị là con cháu cháu ha. Dạ thôi bây giờ con mời bà cô Năm ha. Vào viếng cậu nha. Bà đem bia nữa bà. Quá trời bia luôn cả nhà ơi. Bia. Bia, bánh bia. Ngầu quá trời. Quá trời luôn. Ba số, ba gơ. Còn Năm được nhậu rồi cả nhà. Ông này là bằng tuổi chồng cô á. Chồng con này chết rồi. Không. Quá trời luôn rồi cả nhà. Đồ bánh bía quá trời luôn nha. Bà Năm cũng còn Năm ngã ngã bà cô ơi ngã nha. Bánh bía ngã tại vì rồi cao quá rồi đó. Để dưới đi con sao đâu con để được để dưới mâm cũng được cô ơi. Ngã nha con thấy sắp ngã rồi. Chào mọi người anh Trang nhé. Ủa đâu không? Dạ,
con năm chắc là ái mộ con năm lắm ha. Chắc con năm ở chợ đầu mối chắc vui lắm con năm ha. Con ở chợ con đầu mối nhưng mà cô bán tầm quá. Nó đang chờ nó đang bắt đầu đốt nhang nha. Đốt nhang đây cả nhà. Đây nó nằm đây đốt nhang. Nếu mà thành tâm cả nhà đó bỏ dép ra. Cô chú anh chị thấy không? Lên cảm là đều bỏ dép ngoài đi chân không nè. Thành tâm tấn khấn phái liền đó. Lúc nào cũng hát mở hát vậy hả? Bà Năm đi với một người cháu nha cả nhà, chị đó là cháu của bà Năm. Cô Năm ơi, chứ con hỏi là cô Năm là chắc yêu mến ái mộ cô Năm lắm ha. Đương nhiên ái mộ mình mới lên tới đây. Ái mộ, có ái mộ lâu chưa cô? Lâu rồi, hồi tôi còn chưa chồng con. Chưa chồng con. Đúng là còn trẻ. Dạ, chắc là còn trẻ ha. Gia đình là đã yêu. Dạ. Khi mà cô đến cái mộ của cậu Năm á, cô Năm thấy mộ của cậu như thế nào cô? Có thể chia sẻ. Dạ. Tôi nói chung ra là bữa nay mình cứ đến mà sự phạt chứ. Dạ. Hôm nay là đến là con mắt không? Dạ. Hôm nay là đến là con mắt. Bữa nay mới là đứng trên cái đất này sự phạt. Dạ. Hôm nay là đi bằng con mắt không mà. Dạ. Không có đi bằng sự phạt. Rồi cô thấy tuyệt vời đúng không cô? Quá là ngon. Dạ. Tôi theo dõi thường lắm. Tại biết sao tôi theo dõi mình cảm thấy mình thấy mình tuổi. Dạ. Trong khi mình ở gần đây. Dạ. Mà mình chưa đến một lần ở đây. Dạ. Người ta ở đâu xứ nào ở đâu? Ở miền Tây rồi miền Trung miền Bắc rồi hả cô? Ở tôi mới nói với con của mình sao cái mình rất là mình thua người ta nhiều ha. Dạ. Quá thua. Mình ở đây mình đi có một phần đường mình trước. Dạ. Đúng không? Dạ mình đúng rồi. Một phần đường. Dạ. Người ta đi gấp mấy lần mình mà ta đúng đã rồi. Đi đâu? Trời ơi, mấy hôm nay là có mấy đoàn từ là Cà Mau, Bạc Liêu lên đây cô An Giang đâu. Có xe Bến Tre đó. Dạ. Có cái ông mà tội nghiệp đó, ông mà ông già mà ông đi lên tới đây mà ông bị té đó. Dạ. Có mấy đứa ở đây rồi đưa vô trạm xá đồ người kia băng bó rồi đó, tụi tội cho ông đó đó. Dạ, bị thương cái chân á. Dạ. Tội ông ghê. Dạ, vậy là cô Năm phải nói coi rất là không bỏ clip nào á, cô mới biết được. Tuyệt vời quá. Dạ. Bữa dầm gió ba cây này nó băng qua này nó luôn ngã hết trời. Thấy mấy đứa chắc lên rồi này kia tôi nói thiệt công nhận nhờ mấy đứa em này chứ không có nhà người nhờ thua. Dạ. Nhà làm sao mà biết được? Làm dạ. Sao mà trực tiếp như vậy? Dạ. Đúng không? Dạ. Ê mà hỏi thật sự như cái này. Dạ. Tối có ai ở lại đây canh giữ người ta? Dạ, tụi con cũng muốn canh giữ mà bảo vệ đuổi tụi con về hết trơn. Vậy là coi như tối là không có một cái bóng người nào ở đây nữa. Dạ đúng rồi, tụi con chỉ dọn. Máy này là để luôn là để luôn. Để luôn. Để luôn. Tắt sáng đi. Không, để luôn tới chiều thôi. Để tới chiều tắt.